Hello mọi người, trên tay mình đang cầm 3 loại sữa rửa mặt của hãng Symbol, một hãng mỹ phẩm siêu chất lượng mà giá cả siêu bình dân phù hợp với các bạn sinh viên. Đầu tiên là loại sữa rửa mặt Symbol Refreshing dành cho da nhạy cảm với hiệu quả lành tính, sạch thoáng chứa vitamin B5, vitamin E và Bromino acid, giúp làn da sạch bụi bẩn, không gây kích ứng, đem lại cảm giác sạch thoáng sau khi sử dụng. Và loại sữa rửa mặt thứ hai phù hợp với mọi loại da vì có độ pH bằng 5, chứa tinh chất hoa cúc La Mã, vitamin E giúp làn da sạch sâu mà không bị khô căng, giữ da luôn ẩm, mượt dịu dàng. Và loại cuối cùng chắc chắn là dành cho các bạn da dầu mụn với dạng chất gel chứa chiết xuất từ cây phỉ, kẽm, prebiotic từ thực vật, vitamin B3 giúp cuộn sạch bụi bẩn, dầu thừa làm sạch da, giảm bóng nhờn và ngừa mụn hiệu quả. Mọi người hãy thử trải nghiệm của mình bằng cách bấm vào link dưới góc trái màn hình nhé. Vấn đề về da mãi không dứt. Chăm da đủ kiểu nhưng lại càng kích ứng. Yêu da chỉ nên đơn giản vì đã có Symbol, nhãn hiệu chăm sóc da mặt số 1 Anh Quốc, giúp kiềm dầu và ngừa mụn hiệu quả. Lành tính, không chứa 2000 hóa chất có hại cho da, với 5% chiết xuất cây phỉ và niacinamide giúp thu nhỏ lỗ chân lông, bảo vệ da hiệu quả trước các tác nhân gây mụn. Lành tính cho da, ngừa mụn hiệu quả, đơn giản là Symbol.